Dạ kính thưa quý cô chú anh chị, hiện tại thì Quỳnh Trung đang có mặt tại đình Bình Thủy. Hàng năm thì vào những ngày này sẽ diễn ra lễ hội, rất là đông bà con đang tập trung tới đây thì hóa trang thành những nhân vật người mọi nha quý cô chú anh chị. Đó thì có mọi đen và mọi trắng, thì hiện tại thì Quỳnh Trung đang di chuyển ở đây là khu vực mà mọi đen nha, mọi đen là đang chuẩn bị nè. Đó thì tí nữa thì Quỳnh Trung sẽ qua bên kia để chia sẻ cho cô chú anh chị mình khu vực mọi trắng. Ở đây là đó là mọi mọi cháu nè ha. Tí nữa thì Quỳnh Trung sẽ qua bên kia, là còn khu vực bên kia là mọi trắng bên kia nha cô chú anh chị. Cái lễ hội này thì diễn ra mấy ngày anh? 8, 9, 10. Mùng 8, mùng 9, mùng 10 là đình Bình Thủy mình đây luôn ha. Dạ, cái này là phong tục có hồi xưa giờ hay sao nè? Xưa giờ. Dạ. Mấy trăm năm rồi. Dạ. Nhưng mà cái ý nghĩa mà mình hóa trang thành những người mọi này là sao nè? Đúng. Đình năm nào cũng vậy. Em nhỏ cũng biết luôn, tại có tới 60 năm trước mà. À. Vậy là đã có từ xa xưa là đã có cái phong tục này rồi. Dạ. Là lúc mà chú này 4 năm tuổi là đã bắt đầu là biết cái phong tục. Dạ. Nhưng mà em nghe nói là hàng năm khi mà tới ngày này là bà con đi làm xa đều tập trung gom về đây giống như là cái Tết vậy anh ha. Nghỉ công ty luôn vậy. Ồ, nghỉ công ty để mà về tham dự luôn. Công ty không đó. Mà nghỉ để về tham dự. Dạ, rồi xong 3 ngày đó thì mình tiếp tục mình quay trở lại công việc. Dạ. Bây giờ chú đây là chắc là chú này là lớn tuổi đây ha nha. Dạ. Đây thì hiện tại chú hình như em nghe nói là mọi là có hai mọi, mọi trắng và mọi đen đúng không anh? À. Vậy là mọi đen này là mới đúng nguồn gốc là lâu đời. Dạ. Đó cô chú anh chị. Dạ em cảm ơn anh nha. Dạ. Thì bà con ở xa có thể đến đây vào những ngày. Dạ. Phải tầm 70 80 tuổi đó, nhưng mà hiện tại thì mọi chú không tiện để chia sẻ cho bà con mình. Chuẩn bị quá trời bên trong kia quá trang đó cô chú anh chị. Để bây giờ mời cô chú anh chị mình vào bên trong để xem quá trang nha. Đây là khu vực mà quá trang bên trong này nè. Cô chú anh chị thấy không? Giờ là từ già tới trẻ đều tất bật. Mọi già, dạ. mọi lão, mọi chú, mọi dạ. Chết rồi. Vậy là chú đây là lão làng rồi ha. Lão làng, dạ. Là tóc bạc hết. Vậy là chú là chú mọi. Mọi già, mọi già là chú. Chúa của các loài mọi à. Sắp chết rồi đó. Mọi ngày nay được bao nhiêu? Đây là khu vực bên trong nha cô chú anh chị, đó là từ những em bé nè cũng được pha những cái khoan bùn màu đen á để hóa thân thành những người mọi nha. Đầu video thì Quỳnh Trung chia sẻ bên kia là phía bên đó là khu vực mọi trắng, còn bên đây thì khu vực mọi đen nha cô chú anh chị. Bây giờ hóa trang nha. Bé quay mặt lên bé. Rồi con quá trang hết hả? Rồi thôi, nhìn nha. Đã không? Tại mà nó đưa vô làm chưa? Không, đâu. Đang đâu. Vậy là vô nhập đoàn làm là bắt làm hoài luôn, bắt cưới từ lớn đến nhỏ luôn chú ha. Thì đó nó cài hoài. Vậy là mình hiểu ra là cái này không phải là bà con mình vui mà là cái này là cái phong tục rồi. Phong tục. Dạ. Trai hoài là phải. Dạ, phải đeo hoài luôn. Dạ. Bây giờ ông Thành coi như là rất vui cho ông Thành. Dạ. Đang chờ cái chú mồi chúa mà bây giờ chưa có xuất hiện nữa. Thưa quý vị, thì theo lời chia sẻ của chú thì bà con nếu mà đi vô rất vui chương trình với cái lễ hội mà hóa trang về làm những cái người mọi cũng như ông chú này nè. Dạ. Thì năm nào cũng phải làm hết trơn á. À, có nghĩa là bây giờ nếu mà mình ở xa lại mà mình tham gia là bắt buộc những năm sau là mình phải tham gia luôn. Dạ. Thì theo lời chia sẻ của những người dân ở đây, dạ. Thì em biết là nói chung là ông thằng ở đây cũng độ bậc là mạnh dữ lắm. Nếu mà vô làm thì phải làm sao phải làm nữa, hay chúng ta không làm nữa. Đến những cái điều gì đó mình phải buộc phải làm nữa. Dạ. Em nghĩ là giống như là vị thần này ở đây cũng linh thiêng nè, đó rồi giúp đỡ cho bà con thì bà con không biết lấy cái gì báo đáp thì phục vụ giống như là phục vụ văn nghệ lại để
nhằm trả ơn những vị thần đã giúp đỡ cho bà con mình. Từ những thiếu nữ rất là xinh đẹp đi làm rất là xa từ Bình Dương, Sài Gòn cũng tập trung về để tham dự buổi lễ. Gà vậy ha, đó là bắt đầu là di chuyển đi nè. Ở đây còn một số đây là mọi đen nha cô chú anh chị nha, đó, tập trung ở đây. Đó. Ở quá khứ rồi này ha. Quá xa rồi.
vậy giờ là mọi chúa vô đụng mưa. Dạ con chào mọi chúa nha. Dạ thôi ơi quá trời. Dạ thì thời tiết mưa. Dạ dạ. Ôi có chuông nữa chú. Chú mình trong vai gì chú? Mẹ mội hả? Trời ơi. Ở đây là chắc cha mội quá hả? Cha mội, mẹ mội ngồi kế bên luôn. Dạ, mẹ mội độ cặp lo quá bự rồi. Anh nắm ngồi thuốc luôn hả? Dạ. Năm nay là kêu bằng mưa thuận gió hòa ha. Cái cần thời đó thôi vậy ông chú. Còn có năm quá năm cầm. Mở này có bản rồi. Dạ. Tại hôm nay giống như là mát ở một bữa này là cái chiếu hết rồi. Có này mát không may rồi. Bữa này cũng là bữa này. Đây là đúng cái gì không? Đây là mình thấy gì chú? Này là mình thấy gì? Đây này lọ mà. À lọ chứ ha. Nãy nhỉnh ngồi chờ mẹ ngồi quá trời luôn mà không có được quay mà. Nó thì đáng cho được tôi tự chạy chứ. Mở ra có nhà khác, mở ra có nhà khác. Dạ. Thôi là có gì với mẹ ngồi. Nãy giờ là mẹ lấy cái đó. Lại rồi cái gì không? Phải là kính thưa quý cô chú anh chị, điều đặc biệt quý cô chú anh chị bà con mình trông chờ đã đến rồi đây. Đây là đoàn mội mội trắng nha, rất là xinh đẹp cho cô chú anh chị nha. Ôi ơi quá sáng rồi. Đây là đoàn mội trắng. Đây là mỏi trắng mà bà con coi ơi phía trước quá trời đây. Đó, đoàn mỏi trắng mà bà con mình trông chờ đây. Đây đây là người đẹp đây. Đó mỏi chua. Bà mỏi đây. Hình như là có thi nữa cô chú anh chị nha. Đó, có thi để chấm điểm hay sao đó. Trời ơi bà bội chơi nguyên sợi dây chuyền quá xá rồi. Tới đây là kẹt xe rồi cô chú anh chị. Ở đây là xe không thể nào di chuyển được rồi. À, vui lắm nha cô chú anh chị nha. À, ở phía sau cô chú anh chị là còn một xe ở ngoài sau đó. Đó là giờ anh dẫn xe đây nha cô chú anh chị nha. Phía sau cô chú anh chị đó là cũng có một cái đoàn
mỏi trắng này nha cô chú anh chị nha. Hello. Rồi phía sau cô chú anh chị mình kìa.
Thank you.